Lối chơi của Erling Haaland đã thu hút sự chú ý và áp lực từ mùa giải trước. Pep Guardiola, huấn luyện viên của Manchester City, sau trận thắng 3-1 trước Young Boys ở lượt 3 bảng G Champions League, đã chia sẻ về sự áp lực này. Haaland đã đối mặt với kỳ vọng phải ghi 7 bàn mỗi trận, một tiêu chuẩn cực kỳ khắc nghiệt. Mùa giải trước, anh ghi 52 bàn, một thành tích ấn tượng, nhưng điều đó đã làm tăng thêm áp lực trong mỗi trận đấu của anh. Haaland vẫn tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc và ghi nhiều bàn thắng. Trong trận đấu với Young Boys, anh đã ghi bàn từ chấm 11m và hoàn tất cú đúp bằng một cú sút đẹp mắt. Đây là hai bàn đầu tiên của Haaland ở Champions League mùa này, chấm dứt chuỗi trận không ghi bàn trong giải đấu này. Guardiola đã bày tỏ sự hài lòng với hiệu suất của Haaland. Ông tin tưởng rằng cầu thủ trẻ này sẽ đóng góp nhiều hơn cho đội bóng trong tương lai. Mặc dù Manchester City còn thiếu một số cầu thủ có khả năng tạo ra sự chuyển biến và duy trì thế trận như Kevin De Bruyne hay Ilkay Gundogan, Haaland có thể đóng một vai trò quan trọng hơn trong lối chơi của đội bóng. Guardiola nhấn mạnh rằng Haaland là một cầu thủ khiêm tốn và đầy khát khao cải thiện, và ông không quá lo lắng về những cơ hội đã bị lỡ của anh trong trận đấu với Young Boys. Ông thậm chí cho rằng sự áp lực và kỳ vọng này sẽ giúp Haaland tiến xa.